Duy Nguyễn có xem video ông thủ tướng chính vô xóm không, không người diễn giơ tay chào dân chưa, cộng sản Việt Nam diễn phim tuyên truyền hơi bá đạo. Vậy thì mày coi ông Trump đi, coi bá đạo còn hơn con. Người ta là nguyên thủ quốc gia làm như trộm chó như mày á, đi không có vệ sĩ, đi không có phóng viên, nói chuyện nghe cái video là anh nóng rồi đó. Anh coi cái video đó mà cái bọn phản động nó cà khịa là hồi sáng là anh cảm thấy hơi nóng rồi đó các bạn, tính tính xe bài rồi đó. Nhưng mà lúc đó tự nhiên cái đầu óc anh nó bình tĩnh trở lại, anh nói rằng anh bây giờ một CEO giám đốc không thể nào xe bài nhảm nhí cho một trai nhảm nhí, nên là không xe. Mà hôm nay gặp mày con phản động này mày hỏi tao trả lời luôn, trả lời thẳng. Mày coi ông Trump đi kìa, nó ông Trump đi coi tới cỡ nào, mày cách xa 300 mét luôn con, mẹ lớn như một phát một bắn lòi tương. Hồi kỳ ông Bush qua Việt Nam có một vụ rồi đó các bạn, hồi kỳ ông Bush qua Việt Nam có một vụ bị bắn lòi tương luôn ở đó mẹ xạo. Người ta là nguyên thủ quốc gia, người ta đi ra đường, người ta đi tới đâu làm như trộm chó như mày đi, mày ngồi đó mày cà khịa mấy đồ vô duyên, đúng không các bạn? Riêng cái điểm này các bạn phải mạnh. Mẹ giỡn gì giỡn, mấy cái gì này giỡn là ngu, hợp lý không? Đằng này thủ tướng chính phủ bay từ ngoài Hà Nội đi vô miền Nam, đi tới những cái xóm đó để đánh giá tình hình này nọ kia để chống dịch, có phóng viên đi theo, có bảo vệ đi theo, công an đi theo, rồi có nhân viên cấp dưới đi theo. Cái đó nó là màu, màu bà nội mày chứ màu mấy phản động ngu, nó thiệt sự luôn các bạn. Mấy bạn coi coi tổng thống bà phó thôi, không cần tổng, bà phó thôi, bà phó đi thôi coi mẹ, mặc dù Mỹ nó lo tới cỡ nào bắn tỉa đứng nóc nhà luôn kìa, lại gần bố la bố láo xì tương đó. Nên các bạn bớt xàm đi, ví dụ như các bạn không phản động á thì ok, nhưng mà các bạn bị mấy phản động nó dẫn dắt, nó đưa cái đó ra rồi các bạn đi hùa theo nó là các bạn có cái não để làm màu thôi. Rồi xong rồi hai con nhỏ sầm đúc kia, con nhỏ nào quay video á, nó cũng nhảm lắm bạn, nó thiệt á, không biết đẻ mà ra mà già lớn cái đầu mà kiến thức của mày như gì á, nó nói gì tùm lum la, nó nói gì nghe không rõ không nhớ, mà nó nói mẹ nó thôi mẹ đi vô đi gì tùm lum la đó, quên rồi. Trời đất ơi, người ta thủ tướng chính phủ đó ông bố, nguyên cả cấp cao nhất của chính phủ, cấp cao nhất chính phủ điều hành đất nước Việt Nam này, cả kinh tế đối nội và đối ngoại, ông dẫn mặt. Đa phần từ thiện ở nước ngoài về chứ Việt Nam góp được nhiều, đồ ngu ngáo. Mày không thấy ông Phạm Nhật Vượng ông chọi lần nhiêu tỷ mày? Mày thấy chị Hằng với anh Dũng là chơi lần 50.000 bình oxy nhiêu tiền con? Ông mày áo vải. Còn kiều bào gửi về được nhiêu 1 triệu đô, cái đó có số liệu luôn. Ở đó nước ngoài gửi về chứ Việt Nam góp được nhiêu, nói chuyện bố láo. Đó, anh chỉ đại diện hai người thôi. Đúng không? Rất là nhiều tập đoàn mình không nhắc tên không có nghĩa là người ta không có thể là mình chưa biết, mình chưa nắm số liệu, nhưng mình chỉ đơn cử là một lần tập đoàn Win Group ông Phạm Nhật Vượng ông chọi tiền là biết nhiêu rồi đó. Còn chị Hằng với anh Dũng đó không, vấn đề oxy Đại Nam thôi, mấy cái đề khác bỏ, mấy cái khác cũ rồi coi như là coi như không thành đề cập đi. Riêng mà cái chuyện oxy Đại Nam thôi là rất cực kỳ ý nghĩa và nhân văn, phải không? Mà cái đó mà đổi ra kinh tế nó cũng không nhỏ nữa. Ồ, 50.000 bình đó, giờ tôi hỏi các bạn rồi đó, đi bán ra giá thị trường là bao nhiêu đâu ai biết được đâu. Mà cái vấn đề là không có, vấn đề là không có luôn, chứ đừng nói là muốn mua là mua, hiểu chưa? Nên tạo A Mang này á, cái láo con 50.000 bán là được 10 tỷ á mọi người, dám 10 tỷ đâu ba, chắc hơn chứ sao 10 tỷ được. 50.000 bình này nọ kia, mà chưa kể 50.000 bình đó hết châm vô có nữa. Còn mà tao nói người dân chứ không nói doanh nghiệp, khùng đủ người dân hiện phải doanh nghiệp sao tách liền bì liền với người dân. Ví dụ như giờ tao là công ty BBT, bây giờ nhân viên công ty tao thằng đó nó hùng vô 100.000 tao gom vô, rồi phần tao cộng vô đâm nộp ra tính vô của ai khùng. Ủa mà mỗi lần á, đất nước có chuyện gì đó 1-2 ngày lương của cán bộ là nhiêu tiền rồi. Ủa, thằng phản động này, cái thằng phản động này nó cực kỳ nó bố láo luôn các bạn, cái tội mẹ ngu dốt mà ham thưa thớt, đúng không? Tôi nói đúng không các bạn? Người dân với doanh nghiệp không thể nào tách được nha, không có người dân mấy con khỉ có doanh nghiệp, đúng chưa? Hợp lý không các bạn? Ví dụ như không có cán bộ công nhân viên, không có người dân Việt Nam làm gì có ông Phạm Nhật Vượng giàu Việt Nam, mà không có ông Phạm Nhật Vượng giàu vậy thì làm sao có đủ tiềm lực để mà quyên góp. Và ngược lại những cái tập đoàn này tập đoàn kia, trong cái lúc mà gọi là nhà nước có vấn đề thiên tai lũ lụt bão gì đó thì phải nhịn 1 ngày 2 ngày lương thế thôi, xong một cái ta gom cái tiền đó đi người ta từ thiện chứ. Ui,
Tàu Am An này, anh chán em Tàu Am An quá. Tàu Am An ơi, mẹ phản động mà như em vậy chừng nào phụt quốc không? Anh nghĩ bà phó tổng thống Mỹ không dụ Việt Nam về mình được thì lại giở trò nhân quyền không anh? Làm gì không được, dụ là dụ gì ba? Chắc chắn họ thừa biết, đúng không? Chắc chắn là họ thừa biết Việt Nam không bao giờ ngã về bên nào đó, nhưng mà họ chơi thận chơi đẹp với Việt Nam mình đó, thì Việt Nam mình cũng có cách ứng xử lại không tệ vậy thôi. Chứ còn giờ nhân quyền là khí khô gì đem ra nắn gân nhau chơi thôi à, không có tác dụng gì chứ. Em hiểu tại sao lâu lâu có mấy cái nhân quyền không? Đó là tại vì lúc đó đó là mấy mấy dân biểu á, thường thường dân thường thường nhân quyền là nó nọ, cái cấp nhân quyền mà lớn nhất là mấy dân biểu nha mấy em đó, mấy dân biểu bên Mỹ á. Mà mấy dân biểu, mà dân biểu nhỏ thôi, dân biểu nó có hai loại, dân biểu liên bang với dân biểu tiểu bang, em hiểu không? Đó, mà dân biểu liên bang mà cái bang là bang Cali á đó, cái bang đó nó có thành phần kia hơi bị đông, thì tới lúc mà nó bầu cử á, tới lúc mà nó kiếm phiếu đó thì nó phải vuốt vuốt này vuốt đầu này vuốt đầu kia để nó kiếm phiếu, thì lúc đó nó mình đặt hiện ở quan ngại lên cái, hoặc là ra thỉnh nguyện thư cái đây chi có phiếu xong rồi đúng không, nó giục cái thỉnh nguyện thư vô sọt rác mấy lần rồi đó, mấy lần rồi mấy em. Xong rồi cái mấy thằng kia nó, ủa ngày xưa mày dụ tao rồi tao bầu cho mày đã đời rồi sao mấy cái thỉnh nguyện thư mà đâu hết trơn rồi, nói trời dạo này bận quá để đây từ từ tính, rồi chừng nào họp em trình cho, hứa hứa miệng thôi à. Cái bọn kia ăn cái bánh vẽ mùa nào cũng vậy hết á, không ăn cái mùa đó mùa kiếm phiếu mấy em. Em phải biết không có gì sợ hết, quan trọng là cái gì, lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế, đó là số 1, đó là số 1. Còn mấy cái chuyện kia là chẳng qua đem này đem nọ rồi, nói chung có nhiều mà. Ví dụ như giờ á, thí dụ như ông Trump á mà tới chỗ của Hồi giáo đi, thì ông Trump cũng phải ở thánh Allah, thánh Allah rồi này nọ, rồi xong về nhà cũng thôi quỳ tiền cũng đi nhà thờ mà, hiểu không? Em hiểu anh nói gì không? Và khi mà đi tới khu da đen á thì cũng phải, trời ơi các vị da đen vĩ đại, ừ các vị đã đóng góp cho đất Mỹ cha chú, các vị đã làm một quốc gia Hoa Kỳ hùng mạnh hùng bá thế giới, chúng ta sẽ chủ bầu trời, chủ lòng biển và chủ mặt biển, thậm chí chủ cái không gian, điều mà tôi rất tự hào thành lập cái gì quân đội số 6 gì đó, không gian gì đó vậy, đại loại là vậy. Tao kiếm phiếu thôi. Chòm chòm sao kê là sao vậy anh? Nói chung chòm sao kê là cái chòm sao quỷ diệt đối với những người á, lợi dụng tên tuổi làm chuyện xấu mấy em, lừa đảo này nọ kia, chiếm dụng tài sản rồi đó. Chùm sao đó là chùm sao quỷ diệt nha, đụng vô một cái là cái như tán gia bại sản, thân bại danh liệt luôn, nằm yên một chỗ luôn, không nhúc nhích được luôn. À, Triệu Vy chưa bỏ trốn mà còn ở Trung Quốc, người ta qua bên Pháp rồi ba ơi. Triệu Vy người ta qua bên Pháp rồi, Trung Quốc gì nữa, báo đang ầm ầm. À, cập nhật ngày 29 tháng 8, ông chủ Donacorp có thể nhập về Việt Nam 70 triệu liều vaccine. Thôi mẹ chừng nào nhập đi tính mẹ ơi, chừng nào nhập đi tính, mấy cái này giống như là vitamin, đọc nghe cho vui thôi, chưa có xác thực mấy em. Chừng nào chuyển tiền về rồi về nhập về Việt Nam được tính, chứ mà 70 triệu liều vaccine nữa, nghe nói sao dễ vậy? Thế giới giờ đang giành giật vaccine nhau như quỷ. Mấy em có biết không, Đông Nam Á gì, ở trong Đông Nam Á chỉ mới có một nước Singapore thôi là nó chích được 80% dân đó, là nó chuẩn bị nó mở cửa rồi nó chơi banh nóc luôn đó mấy em. Mẹ thằng Singapore đó tiền không thiếu mà dân không nhiều thì nó mới làm được chuyện đó, mà hiểu không? Chứ còn giờ nghe nói gì mà nhập gì, ông chủ gì Donacorp ở Đồng Nai đúng không, 70 triệu liều vaccine Pfizer, nghe dễ ăn vậy. Nói chung mà bạn sao tôi không biết, nhưng mà tôi nghe tôi để đó, từ từ tìm hiểu thêm. À, bạn Duy có nghĩ những người hỗ trợ rồi vẫn đăng clip kêu đói có được phản động thuê không? Phản động có thuê không phải có chứng cứ mới nói được, chứ còn giờ chỉ biết bọn nó bọn xàm bọn nhảm thôi, bọn sống cũng chả ích lợi cho xã hội hết. Chắc là bọn nó bị phạt rồi chứ gì đúng không, mấy đứa bị phạt rồi đó, 5 triệu hay 7 triệu rưỡi gì đó, nhận nhận trợ cấp 1 triệu rưỡi, phạt 7 triệu rưỡi, bù 6 triệu. À, thấy bạn tôn thờ chủ nghĩa xã hội quá, cả trăm nước thì chủ nghĩa xã hội đếm trên đầu ngón tay, chứng tỏ chủ nghĩa xã hội không phù hợp. Vậy tao hỏi mày câu này mà trả lời được thì tao nói chuyện tiếp với mày.
Afghanistan theo chế độ nào hả? Thôi giờ nói vậy, nói gì khó 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 trả lời, tao hỏi mày câu khác nha. À, bây giờ tao hỏi mặt mày, không kêu tao bằng bạn được, mặt mày nhỏ hơn tao mà kêu tao bằng anh mới được nha. Rồi à, Afghanistan trước ngày Mỹ đu càn thì theo chế độ nào? Trả lời lẹ đi con. Tao cho mày coi thằng nào ưu việt hơn nào nè. À, tao cho mày coi thằng nào ưu việt hơn thằng nào nha con. Rồi, trả lời nha. Trả lời câu này xong tao hỏi thêm câu nữa. Thôi mấy em bỏ châu Phi qua một bên đi mấy em, châu Phi chơi hoài nó không có hot. Bây giờ là thời của Afghanistan. Rửa vô đây con. Anh thấy Singapore sao anh, ngon em? Em nghĩ Việt Nam mình nên tận dụng chuyến thăm của bà Harris để thoát trung. À, thoát làm cái con mẹ gì mê, thằng Mỹ nó chưa thoát trung được kìa con. Chừng nào thằng Mỹ nó thoát trung được Việt Nam ta coi thoát theo nha. À, vậy thôi à, chúng dĩ chân chọi cho đó mấy em. Cái gì nó cũng phải có thằng lớn đi trước, thằng nhỏ đi theo, đúng không các bạn? Chuẩn không các bạn? À, trả lời và trọng tâm câu hỏi anh cuồng cộng sản Việt Nam mà không phải. Cái câu hỏi của nó không phải là nó hỏi anh cuồng cộng sản Việt Nam, mà nó hỏi anh cộng sản có gì ưu việt. Nó tức là nó nói là chế độ sau chủ nghĩa không ưu việt bằng chế độ tư bản chủ nghĩa, thì anh mới hỏi mày áp cái đứa tăng theo chế độ nào. Trả lời lẹ đi, tao hỏi tiếp mà. Trời ơi, tao nhiều câu lắm mà con, câu mày trả lời không nổi, đặt khịa khịa cái gì con. Rồi thằng chay sinh Nguyễn, tao trả lời về mày phụt không, chừng nào thằng Mỹ nó thoát chung đi rồi tao thoát sau nha. Chứ sao mày đưa kèo khó quá, má cái gì khó, đưa Việt Nam ra làm không à, vãi đạn. Bây giờ tao chấp nhận là Việt Nam mình đi theo sau Mỹ, ok. Việt Nam mình là đi theo Việt Nam, của Việt Nam đi theo sau Mỹ. Thấy Mỹ làm gì ngon Việt Nam bắt chước làm theo, thấy Mỹ làm gì ngu mà Mỹ bị toan cậy bà Mỹ, mình không có theo cái đó. Hợp lý các bạn. À, năm nay showbiz Trung Quốc và Việt Nam có nhiều tương đồng, theo anh Duy vấn đề chính phủ thanh trừng showbiz Trung Quốc Việt Nam mình có giống như vậy hay không, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nói thật sự thì anh không có thích dùng chữ thanh trừng tại nó không có đúng. Mẹ, bây giờ ông vi phạm pháp luật thì xúc cổ ông thôi chứ thanh trừng gì trời, đúng không? Ông vi phạm pháp luật thì xúc cổ ông thôi chứ còn bây giờ con nhỏ Trịnh Sản, mày lên mạng mà nói chuyện đạo lý, mày sống như thiên thần thiên nga, rồi mày đi đẻ mướn đẻ thuê tùm lum một dưa hết cũng vi phạm pháp luật luôn, tao tẩy chay mày thôi chứ sao gọi là thanh trừng các bạn, đúng không? Thanh trừng là sao? Tức là mày không có, tao tìm cách tao nhét tội cho mày, tao quốc mày luôn, cái đó mới là thanh trừng. Mấy con rõ ràng nhỏ là Phạm Băng Băng trốn thuế, Triệu Vi thì tụi lừa tụi học me luôn, hôm nay bốc răng đóng tội, đúng không? Còn thằng Ngô Việt Phạm thì nó ngồi đó nó quất ấu dâm gì tùm lum le hết, cái đó là mày phạm tội tao bắt mày thôi chứ sao là thanh trừng các bạn, đúng không? Còn một đống người ta chưa phạm tội mà chưa bắt được hay chưa đụng đến gì cái chuyện đó thì có thể là chưa gì đó không biết, vậy đi mệt. Nên bạn dùng chữ thanh trừng là tôi cũng đồng ý. Đồng trung trung làm này tôi cảm thấy hay. Trung Quốc nó quản lý xã hội điểm này tôi thấy rất là chuẩn. Nó ra thêm một cái luật nữa là luật gì mà quốc mang mạng xã hội luôn đó. Mấy mạng xã hội ăn là tối ngày đề xuất đó. Đó, Trung Quốc nó bụp luôn. Nó nói là bây giờ mấy cái mạng của mày á tính năng đề xuất phải làm thực toán lại, không có đề xuất cái kiểu đó. Rồi mày đi mày nhồi sọ nhân dân, rồi mày đi mày nhồi sọ giới trẻ, nó ăn rồi nó đú cái áp không à. Mấy mốt nó nghèo như con đót. Đó, Trung Quốc mới nói vậy. Anh cảm thấy rất đúng luôn, câu nói tự nhiên nó chạm vô, cảm thấy sướng mấy em. Anh nói thiệt. Anh cảm thấy con cháu nhà anh giờ nó ôm điện thoại hoài anh cũng nản nó luôn á. Mẹ nó ôm điện thoại ra tiền thì không nói. Nó ôm điện thoại ra mất thời gian học hành đó thì không có giỏi. Đúng không? Chuyện nhà, chuyện cửa thì không có phụ. Rồi sao để nó lớn nó làm gì? Đó, nên Trung Quốc gõ cú này là đúng. Quá nhiều khi Trung Quốc nó hơi bá thiệt. Nó Trung Quốc nó có những cái nó bá đạo, nhưng mà có những cái điểm mà nó quản lý xã hội và có những cái điểm mà nó điều hành đất nước thế nó hay sao á. Cái gì Mỹ đâu lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, Mỹ cấm vận Trung Quốc hơn một năm rồi mà giờ nhiều công ty công nghệ Trung Quốc điêu tàn kìa, công ty công nghệ Trung Quốc điêu tàn rồi Mỹ sao rồi hả? Đâu má, bây giờ mày để cho nó ăn trên đầu trên cổ mày, nó xuất khẩu qua nước mày gần cả ngàn tỷ, mày xuất khẩu qua nước nó có 300-400 tỷ thôi à, mà mày nói mày không lệ thuộc chung tao lại mày luôn con. Ăn gì đâu mày ngu như heo vậy chơi sinh nguyện. Má vậy mà nó không lệ thuộc chung. Đó. Rồi trong khi á, mấy thằng tài phiệt nhà mày không ở bên nhà mày sản xuất đi. Đủ đi qua bên Trung Quốc làm chi, làm giàu cho dân nó.
mà mày nói tao không lệ thuộc chung, ô tao lại cụ mày luôn. Riêng cái điểm này sao em ngu với vậy trai Sanh Nguyễn, em nhìn việc nào nó phải ra việc đó, đúng không? Đúng rồi, đúng mà sai thì sai, rõ ràng Mỹ lệ thuộc Trung thấy mẹ luôn rồi, nói tao Mỹ không lệ thuộc Trung. Trời ơi trời, mày mày nghe kỳ, mày mấy trường đại học nó phản Trump mà, Trump á, Trump gõ mấy thằng du học sinh Trung Quốc xong rồi mấy trường đại học nó kiện Trump luôn, nói mẹ bố láo, tôi đang làm ăn ngon lành tự nhiên mà do mày gõ tụi nó làm tụi nó không đóng tiền học cho tao kìa. Trả lời đi, nên cái vấn đề này em sai rồi cho xin Nguyễn à.